gặp mà nhớ không, chị gọi cho chị đảm đi nghe nó đi nghe thật sự nó mời mời vậy ta, mời mời đảm nhà giang nó sẽ sợ mà bước vô thật bởi vì sẽ... nhớ ba mẹ mà đảm không cút thích cút luôn cút không bà kia thì bên kia có ngõ luôn hay là gì à đâu còn ăn chay cháy là ba lần cháy đó, ba mẹ ba xuống cháy, ăn kiểm soát, giấu nước mắm không cho ăn, đem đi giấu chai nước mắm mà mình nhớ không mình lên ăn đi giấu chai nước mắm, nước mắm mà con giấu, đừng có đi, nhưng mà nó đang thử cái cây, cái gì vậy trời, cái app này kìa, cái... sáng bây giờ thế nào em? Được rồi, đâu có mỏi đâu, đứng được rồi, đứng đi tới đi luôn cho khỏe cái chân. À, hello, hello mọi người, giờ mình đang ở chợ Thuận Phát, đây, à, bà ngoại đang ngồi chờ. Mẹ vô mua đồ của ai đang quay mà có phone cho nên ngắt đoạn nửa chừng. Đây là bà ngoại đang ngồi đợi vô chợ. Mẹ vô chợ Thuận Phát mua đồ, nay đi chở bà ngoại đi, mẹ với chú Nguyên. Đây là gói mì, thùng mì mama, mì Thái Lan. Ngoại nhớ mì mama không ngoại? Nhớ mì mama. À, nè, thùng mì. Nè, thùng mì nè. Thùng mì, cái này mì ly chứ không phải. Này giờ nó làm mì ly mama, giờ nó làm mì ly. Hồi xưa mì gói. Hồi xưa mới qua thế nhớ hay ăn mì mama với ngoại. Ngoại cho mùa lâu lâu ngoại cho mình gói mì mama ăn. Ngoại hay mua mì mama. Lâu lâu cái lâu lâu đó cái ngoại đưa gói ăn. Đây là gạo. Đây. Gạo thơm. Bên này, cái này gạo nè, ngay nguyên đống gạo luôn, bao gạo. Gạo thơm. Sao đâu, nó để thì ngồi. Để có một cái gái. Chắc vậy, chắc thì nó đi đâu rồi thì mình ngồi thôi, gì đâu. Đâu có ai ở đây đâu. Có chỗ thì ngồi thôi. Không, ở trong có, mà trong đó lạnh lắm. Trong đó nó mở máy để ướp thịt, ướp đồ, lạnh lắm. Trong đó, trong chỗ đó bán thịt, bán đồ ăn á. Ở ngoài này đỡ lạnh hơn hả? Chắc là mua đồ về nấu nướng gì đó mà. Chú Nguyên mua đồ về nấu nướng gì đó, nấu phở. Dạ? Dạ có chứ. Hả? Thì nãy giờ chú Nguyên chở chứ mẹ đâu có chở đi xa được đâu. Mẹ đâu có chở đi xa được đâu, mẹ đâu biết đường đi xa đâu.
Hả? Dạ chú vô mua đồ với mẹ nè. Con mới ở đây chứ với một mình mẹ con đó. Con đã tìm bán nón nè. Bên đây vui bán nón nữa nè. Nón bán đồ tùm lum la hết. Sao đâu, cái ngoại đâu có sao, ngoại già thì nói thì người ta cho gì đâu. Xin thì người ta cho gì. Ngoại người già mà ở Mỹ nó ấy người già lắm. Tới người già ngồi nó cho. Ngõ chân mình ngồi mình có quyền ngồi gì đâu. Để ghế thì mình ngồi thôi. Kệ nó. Kệ nó hỏi thì mình cứ nói là mỏ chân ngồi, nó cho ngồi thôi. Mỹ nó dễ lắm, đâu có như Việt Nam mà khó khăn. Khi nó còn đem thêm cái ghế là cho con ngồi nữa. Khi nhiều khi hỏi nó còn đem thêm cái ghế nữa.